Aqui. Đây, cô để bình thường. Không có gì đâu giùm mình. À, cái này trong nách nhiều lắm á. Không phải, nó hồi đó bị nách cũng chục cục. Tự nặng được luôn. Không biết sao cậu này nặng xong nó thấy là trắng từng ít từng ít được. À, từ ngày 6-7 với mình làm ghi nợ luôn. Cố gắng xí nha. Xí ra. Ra rồi đấy. Sụp to. Chú hồng ngọc.
đâu có mụn đâu, có nhiều thì. Thử ăn xíu, một cái. Ngoài thì nhỏ, trong thì sợ. À, anh đưa tiền, đưa tiền cho Vũ ra lấy. 25-30 chứ không được, anh cứ mua đại đi. Đáng xí. Cứ đưa lại cho hắn đi. Ai nó còn điên tậu nữa. Chà rứ. Hello. Con nó đây.
Mỗi chị bé này đồng có 300 hả em? Alo. Alo. Alo, em chơi cái mỏi phải spa Loan Nguyễn không ạ? À, đúng rồi. À, hiện tại bây giờ là chị có rảnh không chị ha? Tại vì em muốn xử lý một cái mụn thôi, tại vì nó cũng hơi bị viêm mất. À, em cứ qua đi. Dạ, chị có thời gian không mà chị dành cho em ít hả? Thì em cứ qua đây rồi xíu là chị làm thôi. À, hiện tại bây giờ là qua là cũng còn thời gian làm đúng không chị? Tại vì tối nay còn đi nhà thờ nữa. Ok, ok, em cứ qua đi. Dạ, ok chị. Ok. Đã. Này không được chị hết. Đúng không?